Thì trong bài này thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo cái layout giống như thế này để sau này mình đưa từng khối vào nó có cái code riêng của nó ha. Ví dụ header thì mình sẽ đưa cái khối mà nó sẽ xây dựng cái header, nav thì mình xây dựng cái khối menu, article là khối thông tin, site là khối quảng cáo, footer là cái chân trang, được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có nội dung, mình sẽ xây dựng một cái trang web ở đây là P37 ha, slide 337. Trong cái buổi 4 này thầy sẽ nêu cái file slide 3 P37 HTML. Ủa, đâu rồi? À, chỗ này mình thiếu hả? Rename.html. Ok. HTML5. Rồi, cái layout của mình sẽ có gì đây? Chỗ này bạn sẽ đưa vô đây ha. À, bạn sẽ đẩy cái style vô đây. Và phía dưới này mình sẽ có cái đầu tiên là cái cấu trúc của thằng body. Như vậy ở trên này mình sẽ có cái phần style. Style thì mình sẽ có body, bending không, margin không, để cho nó body. Body. Tại sao nó không có dấu chấm? Tại vì nó có sẵn cái thẻ đó rồi nha các bạn. À, mình có bending mình cho là không, margin là không để cho nó sát biên. Thẻ của mình là header. Header thì mình sẽ cho cái độ cao của nó là 150 pixel. Background để cho mình thấy thôi đó nha các bạn. Background để cho mình thấy thôi nha. Chứ sau này mình làm thì mình không có dùng đến background đâu. Ít lắm. NAV. À, background của mình chọn là yellow line 2. Line 2 mình chọn là 25px. Rồi, một cái nữa. Article mình sẽ chọn cho nó min 2 là độ cao nhỏ nhất. Độ cao nhỏ nhất là 200px. Độ rộng mình cho là 75% của cha. Background. Background mình đang để là màu trắng. Rồi plot mình cho là plot left. Plot left. Rồi tương tự như vậy, mình copy cái này. Mình sẽ có cái assign. Rồi mình có cái min 2. Rồi width ở bên kia là 75 thì bên này là 25. Background mình chọn là pin. Pin. Rồi plot left luôn. Mình sẽ có tiếp theo footer. Những cái thẻ này là nó có sẵn của HTML cho nên là mình không có đặt dấu chấm nha. 40px. Background gray. Rồi clear là mình bỏ cái lót lép hồi nãy đi.
lot left, lot right mình bỏ hết, cho nên là clear bold. Rồi mình đã có cái cấu trúc của thằng CSS. Bây giờ ở dưới cái phần code thì mình sẽ có một cái div chung ha. Ở chỗ này class wrapper header. Rồi mình thử chỗ này trước, div. Dạ nói sao? Thầy Rồi, ơi, bạn Lộc không có điện thoại nghe. nộp bài Hả? không được. Bạn Lộc không có đem điện thoại nên không có nộp bài được. À, có thể nộp bài trên máy tính được mà. Đấy, nộp máy tính đi mày. Điện thoại không có đem Một bạn nào đó gửi cái link lên trên máy tính là mọi người có thể vào máy tính được mà. Mình có một cái thẻ header. Rồi, mình có một cái thẻ là NAV. Như vậy chỗ này mình sẽ để đây là menu. Mình có một cái thẻ là article. Ở đây mình để là content. Mình có một cái thẻ là assign control panel. Mình có một cái thẻ nữa là footer. Rồi, mình sẽ thử xem cái này coi nào. Đây. Các bạn thấy là nó có cái thẻ của chúng ta. Đó. Ví dụ ở chỗ này chúng ta sẽ đưa cái class của chúng ta vào là chúng ta sẽ đổi ở phía trên này ha. Đổi trên này body của chúng ta chọn margin là chúng ta sẽ chọn width đi. Width là 80% so với trang trang mà chúng ta xem. 80%. Ok. Và nó lấy 80% là từ bên này qua. Như vậy thì mình sẽ sửa lại tí xíu nữa. Margin mình để là auto auto. Rồi, thấy nó canh hai bên ha. Đó, bên này auto, bên này auto. Và nó lấy ở giữa cho mình. Như vậy thì mình sửa lại 80% cho cái trang nhìn. Ví dụ mình kéo cái này nhỏ lại. Đó, nó cũng lấy 80%. Kéo nhỏ cái này lại. Thấy nó cũng lấy 80%. Thấy chưa? Như vậy mình lấy 80% và mình cho auto. Đó, như vậy là mình đã có được cấu trúc của một cái trang. Ví dụ như mình đẩy cái thằng article này lên 400 đi. Min của nó là 400. Đó, các bạn thấy là cái phần này nó đẩy lên 400. Thì cái thằng này mình cũng nên đẩy lên tương ứng cho nó đẹp ha. Đẩy lên tương ứng cho nó đẹp. Thì cái thằng ở dưới này mình cũng cho nó lên 400. Đó, rồi, ok. Như vậy đây là cấu trúc trang của mình. Header, menu, content. Được chưa? Và chúng ta sẽ xem cấu trúc ở bên này. Đó, cấu trúc. Và thầy sẽ xóa lên cho nó gọn để cho mình dễ nhìn ha. Xóa lên cho nó gọn, mình dễ nhìn. Đó, mình để đây cho nó dễ nhìn, tại vì mình nhìn như vậy mình sẽ thấy được hết code của mình. Rồi, được chưa?
Đó, mình nhìn thấy hết code ha. Rồi, như vậy gần như là mình nhìn toàn bộ code của mình rồi đó. Ok, đây là kết quả của mình sau khi mình thực hiện cái layout. Các bạn chọn body, được chưa? Body của bạn là margin width là 80%. Margin là ta auto là nó tự động nó đẩy hai bên. Được chưa? Đây là layout của chúng ta. Các bạn sẽ làm cái layout này nha.